nói là cuốn hả? Ở cửa hàng tạp hóa sao? Lạ nha. Thu Ngân là cuốn luôn hả? Hơi quá rồi đó. Trốn đi bê ta. Không được có động vật trong cửa hàng của tôi. Dạ rõ, thưa sếp. Ồ, chú cuốn dễ thương quá. Mực mà ghê. Sếp mình có thể thấy mọi thứ. Tôi không cho cậu vào được. Xin lỗi cuốn con nha. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Con trai yêu quý. Nhưng mà nó lại không giỏi làm bảo vệ cho lắm. Xin lỗi nha cô, tôi quay lại ngay. Gì vậy? Mọi thứ đâu hết rồi? Có trộm hả? Ôi không, chắc mình bị đuổi nữa thôi. Chào Lisa. Ôi trời, mình không cố ý. Có chuyện gì với bức tranh vậy? Mắt của cô ấy đâu? Cậu bị đuổi. Mình sẽ cho Neil làm việc ở cửa hàng này. Trước hết phải tìm lý do đuổi Barney đi cái đã. Nhà mới của con đây, hamster hả? Chuột kìa, cứu! Đừng nhúc nhích. Tôi ngăn con quái vật rồi nha. Cậu bị bắt nha anh bạn nhỏ. Wow, bảo vệ đã cứu mọi người. Không được rồi. Chào cún con. Giống gì vậy ta? Đừng có cắn mình. Cái gì vậy? Tội phạm bốn chân. Lại đây với tôi, Barney. Ai cho cuốn vào đây vậy hả? Lại đây. Cậu bị đuổi. Neil, con yêu, con sẽ là bảo vệ mới ở đây. Còn Barney không được phép vào cửa hàng nữa. Không cho mèo vào. Ok, bế nó đi giùm tôi nha. Cô ơi! Nhìn chúng chơi với nhau kìa. Đều lúc nào cũng yêu động vật cả. Mình nhớ việc quá. Mình phải lấy lại công việc đó. Không gì ngăn cản mình được đâu. Mình nhất định phải quay trở lại. Rita, mình dùng xịt tàn hình rồi nên chúng ta có thể vào. Dừng lại. Tóc rối rồi kìa. Đi đi. Chai xịt hữu dụng ghê. Cái gì? Barney? Neil, sao con lại để anh ta vào? Chờ đã, có phải anh ấy không? Không giống lắm. Ủa, thiếu một bánh. Giờ mới giống đây nè.
Ý, bụng nước ở đâu ra vậy? Đợi đây nha anh bạn Fluffy. Đến lúc làm ảo thuật rồi. Đây là cái nón đặc biệt của mình. Ủa trời, à, xin lỗi. Có gì với cái nón này vậy? Gì đây? Coi phép thuật của tôi đây. Nhảy đi Neil, xử lý tình trộm đi con. Mình muốn thử. Wow, thật kỳ diệu nha. Fluffy của mình đâu rồi? Về nhà thôi. Nhìn anh chàng trên trang bìa nè, như thần vậy. Mẹ có nghĩ vậy không? Làm việc đi, đem con cuốn đi đi. Ok, anh bạn à, đi thôi. Tốt lắm con trai. Này, con cuốn lại vào nữa kìa. Lại nữa. Đi đi cuốn à. Cuốn ơi, lại ăn đi. Thì ra đó là người cứ gọi con cuốn. Xin chào. Đi ra khỏi đây. Ăn cái đó nhanh lên đi Neil, con đang giảm cân đó. Nhưng lại, anh có gì đó không ổn. Máy quét thường không phát hiện ra nên tôi phải dùng máy quét mèo. Đây nè. Anh giấu cái gì đó, đưa cho tôi xem. Mèo của mình. Một, hai, ba. Đi. Bánh donut hả? Không có cho anh đâu. Mình yêu chuột nhỏ của mình lắm. Đi dạo thôi nha con. Có loài gặm nhấm nguy hiểm trong cửa hàng. Thật mất vệ sinh mà. Đợi đã, tôi phải gọi cho anh bảo vệ cũ. Cái gì? Là cậu à, Brandy? Không thể tin được. Không được đem động vật vào cửa hàng đâu. Vui lòng đi đi. Có chuyện gì vậy? Tôi là sếp ở đây. Cô chỉ là sếp, còn tôi là sếp cấp cao. Cả hai người đều bị đuổi việc. Giờ Thu Ngân sẽ là quản lý, còn Brownie, cậu làm bảo vệ. Bắt đầu làm việc đi. Mình là kẻ hủy diệt chân chính. Không cho động vật vào. Ủa, chào. Xin chào, cho mình đem đàn kiến vào được không? Wow, là cả vương quốc kiến. Ngầu thật. Nhưng không, không cho động vật vào. Được rồi, bảo vệ. Anh không biết anh đang chống lại ai đâu nha. Kiến à, tấn công. Ủa, ngứa quá. Bọ đang bò trên người mình. Là kiến. Cứu, cứu, cứu. Ai gãi giùm tôi đi. Ủa, bánh quy. Trời ơi, ngứa quá. Cứu với, đúng là tra tấn mà. Ủa không, tha cho tôi đi kiến. Các cậu định kéo tôi đi đâu vậy? Dừng lại. Không đem động vật vào. Chờ đã, anh có ý này. Ê, anh bảo vệ, tôi có quà cho anh nè. Cho tôi hả? Wow, cảm ơn nha. Có gì trong hộp vậy? Mặt nạ cho cuốn. Thấy tôi sao hả? Đây là mấy bộ đàm của anh đó. Cái gì? Nó ở đâu vậy? Rớt rồi, đeo cái này không thấy gì hết trơn á. Trả bộ đàm đây. Lấy nó ra. Có chuyện gì vậy? Đó là cuốn sao? Cấm động vật. Đi ra khỏi đây đi cuốn con ạ. Vào đi Kelly, đường đi rộng mở rồi.
Bạn có thích video này không nào? Bình luận bên dưới cho chúng mình biết bạn có lẻn đem thú cưng vào cửa hàng tạp hóa hay không nha. Và các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh, thích video này và nhấp vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video siêu vui nhộn từ Woohoo.